Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin cho biết cuộc chiến giữa Do Thái và Hezbollah là không thể tránh khỏi. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ trong ngày thứ ba tuyên bố là ông không tin rằng cuộc chiến giữa Hezbollah và Do Thái là không thể tránh khỏi và lo ngại là tiềm năng sẽ gia tăng cuộc chiến này sau cuộc tấn công nhắm vào lãnh thổ của Do Thái chiếm đóng là Golan Heights khiến cho 12 trẻ em bị thiệt mạng. Căng thẳng đã trở nên tệ hại hơn kể từ hôm thứ Bảy sau khi đạn rocket đã khiến cho 12 trẻ em và tuổi teen nhắm vào một sân túc cầu ở tại ngôi làng có tên là Druze và Do Thái cáo buộc rằng nhóm Hồi giáo Hezbollah do Iran hỗ trợ đã thực hiện cuộc tấn công này và cam kết sẽ có những cuộc phản ứng mạnh mẽ hơn. Trong khi đó thì Hezbollah đã bác bỏ tất cả những can dự tới vụ tấn công này. Hoa Kỳ hiện nay đang dẫn đầu một nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế Do Thái trong việc mà tấn công vào thủ đô Beirut, được xem là mà có rất nhiều những hạ tầng cơ sở về dân sự để phản ứng với cuộc tấn công trên. Ít nhất 5 nguồn tin đã nói với hãng thông tấn Reuters vào ngày thứ Hai. Hezbollah và Do Thái vẫn thường có sự giao tranh ở biên khu vực biên giới giữa Lebanon và Do Thái ở phía bắc Do Thái từ tháng 10 sau khi mà phía của Hezbollah tuyên bố ủng hộ cho nhóm Hamas tại dải Gaza. Mặc dù đôi bên trước đó đã từng có những cái cuộc gọi là giao tranh qua lại, tuy nhiên nó không mở rộng cuộc đối đầu và điều này đã dẫn tới sau khi mà có cái vụ ra tấn công bằng đạn rocket vào một cái sân vận động về túc cầu ở tại đồi Golan Heights theo tường trình cho biết. Và ông Bộ trưởng Quốc phòng không tin rằng là cuộc chiến này là không thể tránh khỏi. Ông đã cho biết như trên. Chúng tôi nhìn thấy kìa những cái đường hướng giải quyết qua cái phương pháp ngoại giao. Ông đã cho biết như trên. Trong khi đó thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cũng đang có cuộc nói chuyện với các đối tác người Philippines của họ. Phía Do Thái cho biết là họ sẽ bắt đầu nhắm ít nhất là 10 mục tiêu của Hezbollah tại miền nam Lebanon. Trong đó gần như là sẽ nhắm vào các vị trí quân sự của Lebanon. Tuy nhiên thì giới chức của các quốc gia Tây phương e ngại rằng là phía của Do Thái sẽ mở cuộc tấn công vào các vị trí dân sự của Lebanon và sau khi mà cái đồi Golan Heights đã bị tấn công. Đây là nơi mà Do Thái đã chiếm đóng từ năm 1967. Trong khi đó thì nhóm Hezbollah vẫn thường xuyên dội các đạn pháo kích cũng như rocket và kể cả các cái drone tấn công vào lãnh thổ phía bắc của Do Thái. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc đối đầu của Do Thái và của phía Hezbollah. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết là Thượng viện sẽ chuẩn bị thông qua một cái dự luật nhằm bảo vệ cho trẻ em trước những nguy hiểm bởi các nội dung trên online. Bản tin mới nhất cho biết Thượng viện sẽ thông qua một cái dự luật vào ngày thứ Ba hôm nay để quyết định bảo vệ cho các trẻ em đối với những nội dung họ cho là nguy hiểm cho trẻ em trên online, thúc đẩy việc mà có thể là đa số quốc hội trong nhiều thập niên qua đang buộc tất cả các công ty về mạng xã hội và truyền thông phải chịu trách nhiệm cho những tổn thương họ gây ra. Và dự luật này đã được ủng hộ bởi lưỡng đảng, đã được thúc đẩy bởi các bậc cha mẹ, phụ huynh của các trẻ em, những kẻ đã tự tử hoặc là đã bị tổn thương, bị ăn hiếp trên online. Và trong đó buộc các công ty phải chịu trách nhiệm và đối phó với tình trạng có những nội dung gây tổn hại trên online. Và trong đó với cái trách nhiệm là phải chăm sóc về tất cả những nội dung của họ. Thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ là ông Richard Pullman của Connecticut, người đã viết dự luật này cùng chung với lại Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn của Đảng Cộng Hòa, cho biết là dự luật này sẽ cho phép các trẻ em, các tuổi teen và cha mẹ có thể kiểm soát tất cả những cái giai đoạn mà họ vào online. Và trong đó các công ty Big Tech và chúng tôi sẽ không còn tin tưởng về quyết định của quý vị từ chúng tôi. Và Hạ viện vẫn chưa có một cái dự luật nào. Tuy nhiên thì Chủ tịch Hạ viện là ông Mike Johnson cho biết ông đang tìm kiếm một dự luật nhằm có một cái bản đồng thuận và những người ủng hộ hy vọng rằng qua cuộc bỏ phiếu mạnh mẽ tại sàn Thượng viện là một thử nghiệm vào tuần trước cho cái dự luật gồm có 6 đã được thông qua 86-1 và có thể được thúc đẩy dưới sàn của Hạ viện. Và dự luật này nếu thành luật
các công ty phải chịu trách nhiệm là yêu cầu loại bỏ tất cả những nội dung gây tổn thương cho trẻ em, bao gồm những vụ ăn hiếp hay là những vụ bạo động, cổ võ cho vấn đề tự tử, hoặc là những cái tình trạng gọi là ăn quá tải, những tình trạng lạm dụng, và kể cả những vấn đề liên quan tới những cái quảng cáo được xem là bất hợp pháp cho những sản phẩm như là về ma túy, về thuốc lá hoặc về rượu. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới dự luật này, và các công ty truyền thông xã hội sẽ phải cung cấp cho giới thiếu niên những đề nghị mà để bảo vệ cho thông tin của họ, bao gồm luôn việc mà sẽ loại trừ tất cả những sản phẩm quảng cáo có thể tiếp cận tới họ. Và sáng kiến này đã được đưa ra bởi ông Blumenthal của Đảng Dân Chủ và bà Blackburn của Đảng Cộng Hòa, nói rằng cần phải có một cái lộ trình an toàn cho trẻ em. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuộc thăm dò mới nhất của Viện Gallup cho thấy là người dân Hoa Kỳ đã cảm thấy nền kinh tế trở nên khó khăn và nghèo nàn hơn. Người dân Hoa Kỳ cho thấy rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ đã trở nên nghèo nàn hơn trong cuộc thăm dò mới nhất vào tháng 7 của Viện Gallup đặc trách về vấn đề kinh tế, trong đó đặc biệt là diễn ra ở tại Hoa Kỳ. Và cái mức biểu đồ này nó có từ 100 cộng và 100 trừ, cho thấy là tình trạng người dân Hoa Kỳ nhìn như thế nào về điều kiện kinh tế hiện nay, gồm có rất là tốt, tốt, công bằng, tức là vừa đủ, vừa tốt, vừa đủ thôi, và hoặc là nghèo nàn. 70% người dân Hoa Kỳ tin rằng nền kinh tế đã trở nên tệ hại hơn, trong khi 69% đã có cùng một suy nghĩ như vậy trong tháng 6. Và lần thứ 29 trong liên tục 29 tháng, đa số người dân Hoa Kỳ, 46% trong tháng 7, nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ trong điều kiện là poor, tức là rất là tệ hại. Và 2/3 nói rằng họ chỉ cảm thấy tương đối là tệ hại, trong khi 22% cho rằng là tốt và rất tốt. Trong khi đó, được hỏi về tình trạng đối diện với lại quốc gia, thì cộng lại 33% nói rằng nền kinh tế là một vấn đề quan trọng nhất. Sau đó là bao gồm luôn cả vấn đề kể về lạm phát, kinh tế, vấn đề thất nghiệp và vấn đề trả lương cũng như vấn đề thuế. Và tiếp sau đó là 26% cho rằng chính quyền đã có hành động nghèo nàn, và 19% chỉ ra cho vấn đề của di dân. Đây được xem là một trong những cuộc thăm dò mới nhất của Viện Gallup đã đưa ra. Và cuộc thăm dò này, Viện Gallup đã dựa trên cuộc thẩm vấn, phỏng vấn với lại nhiều người qua điện thoại từ ngày 1 cho tới ngày 21 tây tháng 7. Và trong đó với 1.010 người trưởng thành từ 18 trở lên và trên 50 tiểu bang, bao gồm luôn cả District of Columbia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và tình trạng việc làm đã giảm đi còn 8.2 triệu trong tháng này, và cho thấy rằng tình trạng thị trường việc làm đã giảm mạnh. Bản tin mới nhất cho biết việc mà thuê mướn của người dân Hoa Kỳ đã giảm đi nhẹ trong tháng trước, và dấu hiệu cho thấy là thị trường việc làm của Hoa Kỳ đã bắt đầu có tình trạng gọi là đông lạnh trở lại. Có khoảng 8.18 triệu việc làm đã có được trong tháng 6, giảm so với 8.23 triệu người trong tháng 5, theo tường trình của Bộ Lao động đưa ra vào ngày thứ Ba. Nền kinh tế Hoa Kỳ và thị trường việc làm được xem là nó còn lệ thuộc vào cái quyết định của Quỹ Dự trữ Liên bang trong việc mà chống lạm phát kể từ năm 2022. Tuy nhiên, việc mà thuê vay mượn cao đã dẫn tới một cái kết quả là việc mở rộng các việc làm đã không còn được nhiều giống như những tháng trước đây. Hiện nay thì có khoảng 8.2 triệu việc làm, được xem là con số mạnh so với trước năm 2021. Số lượng mở việc làm là ở mức 8 triệu người. Và trong đó thì Quỹ Dự trữ Liên bang đang nghĩ cách tới việc mà có thể làm giảm đi tất cả tình trạng lạm phát. Tuy nhiên, họ vẫn muốn kích thích nền kinh tế. Và mức tăng trưởng về việc làm đã khá chậm trong năm nay. Theo tường trình cho biết là nó chỉ có thể khoảng thêm là 222.000 việc làm mỗi một tháng. Và con số này được xem là giảm so với con số trước đó là 251.000 việc làm trong mỗi một tháng và 377.000 việc làm mỗi tháng trong năm 2022 và 604.000 việc làm đã có trong năm 2021 mỗi tháng, theo tường trình cho biết. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất của Bộ Lao động đưa ra cho thấy tình hình việc làm đã bắt đầu khó khăn hơn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Delta Airlines đã tìm cách thuê mướn một tổ hợp luật sư để đòi bồi thường trong cái việc mà gọi là mất điện và bị mất hoạt động trong cái việc bảo vệ về an ninh mạng của các công ty Microsoft. Bản tin mới nhất cho biết thì công ty hàng không Delta Airlines đã mướn một công ty luật để tìm kiếm sự bồi thường từ công ty Microsoft và công ty CrowdStrike sau khi mà xảy ra cái biến cố ngưng hoạt động trên toàn cầu vào đầu tháng này, khiến cho các chuyến bay của họ trên thế giới bị ảnh hưởng, theo tường trình của CNBC cho biết vào ngày thứ Hai. Công ty này có trụ sở chính đặt tại Atlanta, được xem là mức chậm nhất trong các công ty hàng không của Hoa Kỳ trong việc phục hồi
tiếp theo việc mà có 2.200 chuyến bay đã bị hủy bỏ trong ngày 19 tây tháng 7 vừa qua. Và Delta phải hủy bỏ 6.000 chuyến bay, trong đó hàng trăm ngàn người đã bị ngưng lại. Và các nhà phân tích ước lượng rằng cái tác hại này sẽ lên tới hàng trăm triệu Mỹ Kim. Và chúng tôi đang đọc các bản báo cáo và vẫn chưa biết được đơn kiện này như thế nào. Theo tường trình của CrowdStrike đã cho biết như trên, và cổ phiếu của công ty an ninh mạng này đã xuống 2% sau vài giờ trao đổi. Công ty Microsoft, Delta và một công ty luật có tên gọi là Boies-Schuller hiện vẫn chưa cho biết ý kiến về cái đơn kiện này nhắm vào công ty Microsoft và CrowdStrike, tức là cái công ty chịu trách nhiệm về an ninh mạng của công ty Microsoft. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một trong những người được ông Trump ủng hộ là Carrie Lake có thể sẽ thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại của Đảng Hòa tại tiểu bang Arizona, được xem là một tiểu bang chiến lược. Bà Carrie Lake dường như sẽ dễ dàng thắng trong cuộc đề cử của Đảng Hòa trong cuộc chạy đua vào ghế thượng viện tại Arizona vào ngày hôm nay thứ ba, và sẽ có một cuộc đối đầu với lại ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là Ruben Gallego ở Arizona, trong đó được xem là có thể quyết định cái quyền kiểm soát trên sàn của thượng viện. Tại quận Maricopa, nơi đang có ít nhất là chiếm 60% cử tri của Arizona, Đảng Cộng hòa cho biết là họ đã cố gắng thúc đẩy cuộc bầu cử này sau khi mà cựu Tổng thống Trump đã cho biết là nơi đây là nơi có nhiều cái vấn đề bất minh trong cuộc bầu cử. Và cuộc bầu cử sơ bộ này cho thấy là gần như có sự chia rẽ ở trong cái cuộc bầu cử của năm nay so với năm 2020. Đặc biệt là ông Gallego được xem là được ủng hộ bởi Đảng Dân Chủ. Trong khi đó thì những người ủng hộ cho bà Carrie Lake đã được ông Trump thúc giục là tràn ra đường bỏ phiếu, và việc này dẫn tới việc mà bà dễ dàng đánh bại đối thủ trong Đảng Cộng Hòa, vốn là lãnh đạo của sở cảnh sát tại quận Pinal County là Mark Lamb, người lên tiếng cho biết rằng ông ta là ứng cử viên tốt nhất để mà bảo vệ biên giới. Và người thắng cử sẽ đối diện với Gallego trong cuộc tranh cử vào tháng 11 sắp tới đây để thay thế cho vị trí của bà thượng nghị sĩ Kristen Sinema. Bà vốn là thành viên của Đảng Dân Chủ năm 2018. Tuy nhiên, bà đã rời khỏi Đảng Dân Chủ trở thành một thượng nghị sĩ độc lập sau khi mà bà bị sắc nhiễu bởi những thành phần cực tả trong Đảng Dân Chủ, và bà đã tuyên bố là không tái tranh cử trở lại, và do đó đây được xem là một open seat. Và hiện nay thì Carrie Lake đã gần như là nắm chiến thắng trong Đảng Cộng Hòa và sẽ ra tranh cử vào tháng 11 sắp tới đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, một trong những cựu phát ngôn viên của chính quyền Joe Biden trước đây và bây giờ là sứ ngôn viên của đài MSNBC đã đồng ý xin lỗi gia đình của 13 tử sĩ đã bị tử nạn ở trong cái cuộc tấn công ở tại Afghanistan năm 2021, khi mà bà này đã bác bỏ một cái chi tiết khá quan trọng mà bị xem là xúc phạm tới gia đình của các tử sĩ trên. Tin mới nhất cho biết thì cựu phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc là Jen Psaki trước đây làm việc cho chính quyền của Joe Biden và giờ đây là sứ ngôn viên của đài MSNBC đã chính thức thông qua cái ủy ban ở Hạ viện sau khi bà ta ra điều trần trong cái biến cố rút quân một cách hỗn loạn năm 2021 của chính quyền Joe Biden, đã chính thức nhờ ủy ban gửi một lời xin lỗi tới gia đình của những người binh sĩ thủy quân lục chiến đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công đánh bom tự sát tại Afghanistan ở tại Kabul năm 2021. Thời điểm đó bà ta là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc. Và trong những tấm hình mà người ta chụp được khi mà dự tới cái tang lễ của các binh sĩ này thì ông Joe Biden đã liên tục ngó vào cái đồng hồ của ông ta, và điều này đã dẫn tới sự chỉ trích của mạng xã hội. Và lúc đó bà Jen Psaki đã lên tiếng và binh vực cho ông Joe Biden, nói rằng những tấm hình này đã chụp sau khi mà cái lễ tang lễ của các binh sĩ đã chấm dứt. Và trong cuốn sách của bà ta cũng đã từng nói rằng là lúc mà ông Joe Biden liên tục xem đồng hồ là những cái lúc mà nó đã xong cái tang lễ của các binh sĩ trên. Tuy nhiên thì các công ty truyền thông chụp được những tấm hình này đã khẳng định rằng họ chụp tấm hình này trong lúc mà ông ta đang đứng dự cái buổi tang lễ đang diễn ra ở tại Washington DC. Và hiện nay thì bà Jen Psaki đã bị chỉ trích nặng nề bởi vì bà ta đã đưa ra những lời dối trá và được xem là xúc phạm tới gia đình của 13 binh sĩ thủy quân lục chiến đã tử nạn ở tại Afghanistan. Và điều này đã dẫn tới việc bà ta đã thông qua cái ủy ban điều tra của Quốc hội để gửi lời xin lỗi tới gia đình của các nạn nhân. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất trong cuộc điều trần kín của bà Jen Psaki. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là cơ quan mật vụ và giới chức của FBI đã phải ra điều trần về cái âm mưu ám sát hụt đối với cựu Tổng thống Trump. Các nhà lập pháp tại Thượng viện dự tính trong ngày hôm nay là sẽ bắt đầu làm việc với lại quyền giám đốc của cơ quan mật vụ và kể cả các nhân viên công lực liên quan tới cái vụ ám sát hụt đối với cựu Tổng thống Trump, và được xem là một loạt những cuộc điều trần diễn ra trên Quốc hội liên quan tới vụ bắn này. Ronald Round đã trở thành quyền giám đốc của Sở Mật vụ vào tuần trước sau khi mà bà Kim Ritchie đã chính thức từ chức tiếp theo việc mà cuộc điều trần trên sàn Hạ viện, và bà ta đã bị các nhà lập pháp buộc phải từ chức khi bà ta đã thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ an ninh cho cựu Tổng thống Trump trong vụ ám sát vào ngày 13 tây tháng 7. Và ông Round đã cùng với lại mà được xem này phó giám đốc điều hành của cơ quan FBI là Paul Abed đã ra điều trần trên ủy ban đặc trách về tư pháp và ủy ban đặc trách về an ninh nội địa của sàn Thượng viện. Và cuộc điều trần này diễn ra chỉ một ngày sau khi mà cơ quan FBI đã công bố chi tiết về cuộc điều tra trong vụ bắn trên. Trong đó, tay súng 20 tuổi tên là Thomas Martel Crook đã tìm kiếm những cái chi tiết trên online về các cái vụ thảm sát hàng loạt, việc mà các cái nhà máy điện, cũng như là trong đó anh ta tìm cách mua những thiết bị và các chất nổ từ tháng 5 và trước khi mà xảy ra, và tìm kiếm cái thông tin liên quan tới vụ ám sát đối với lại thủ tướng của Slovakia vào hồi tháng 5. Và FBI đồng thời cho biết ông Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, đã đồng ý là sẽ nhận lời phỏng vấn với cơ quan FBI trong vai trò ông là nạn nhân của tội ác này. Và cơ quan này tuần trước cho biết là cựu Tổng thống Trump đã bị bắn trúng một viên đạn ở trên lỗ tai phải của ông, thay vì nó là một cái mảnh giống như là ông Christopher Ray đã nói. Tuy nhiên thì các cuộc câu hỏi xung quanh ngày thứ ba dự tính sẽ trực tiếp vào ông Roe, mà các nhà lập pháp đòi hỏi câu trả lời là làm cách nào ông Trump có thể tiến gần tới vị trí của ông Trump. Và các nhà điều tra tin rằng ông Trump đã bắn ít nhất là 8 phát đạn về phía của ông Trump qua khẩu súng AR-15, và trong đó gần như là nằm ở trên cái tòa building cách cái chỗ của ông Trump khoảng 135m, tức là khoảng 147 gia, nơi mà ông Trump đã phát biểu tại Berkeley, Pennsylvania. Và trong đó gần như là việc này đã dẫn tới việc mà bà Chido đã phải từ chức. Và hiện nay thì tất cả các viên chức của FBI lẫn các viên chức của cơ quan mật vụ đang có mặt trên sàn Thượng viện để mà thực hiện cuộc điều trần của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới vụ bắn Tổng thống Trump trước đây thì cha mẹ của Thomas Crook dường như sẽ không đối diện với bất kỳ một cái truy tố hình sự nào. Sau khi đập thẩm vấn về tất cả những gì liên quan tới vụ ám sát hụt với cựu Tổng thống Trump, và Thomas Crook đã có những cái cáo buộc liên quan tới cái hành động tội ác này. Tuy nhiên, dường như là cha mẹ của anh ta không hề có một cái truy tố nào, bởi vì họ đã hợp tác chặt chẽ với lại các cơ quan công lực. Đây được xem là một trong những lời phát biểu của văn phòng biện lý ở tại Luxembourg là Gabeth Kelly, đã nói với đài truyền hình Fox News. Và tôi nghĩ rằng là không có một cáo buộc nào đối với cha mẹ của ông Trump, và các đơn vị nhân sự có thể nhắm vào gia đình của ông Trump sau khi mà ông này đã thực hiện một cái cuộc ám sát hụt với cựu Tổng thống Trump. Và trong đó thì cha mẹ của ông ta đã thông báo đầy đủ tất cả những cái chi tiết liên quan tới trước và kể cả ngay trong cái ngày mà ông Trump đã bị ám sát hụt, và dường như họ không biết một điều gì, và kể cả việc mà con trai của họ đã sử dụng một cái nhà kho của gia đình họ để chứa tất cả những thiết bị chất nổ. Cha của ông Crook là Martel Crook đã được nhìn thấy vào hôm thứ Hai ở tại Pittsburgh trong một tòa building có ít nhất là có 2 văn phòng luật sư tại đây. Ông ta đã từ chối trả lời câu hỏi. Tuy nhiên thì gia đình của ông ta vẫn chưa có thấy được cái dấu hiệu nào cho thấy rằng là con cái của họ có cái ý định là thực hiện cái tiến trình ám sát này. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất của cơ quan FBI đưa ra, và có vẻ như là họ sẽ không chịu trách nhiệm về mặt hình sự đối với các hành động con của họ. Tuy nhiên, rất có thể họ sẽ đối diện với những cái đơn kiện về dân sự cho hành động của con trai của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cộng đồng của người Mỹ gốc da đen đã bất ngờ trên đài truyền hình MSNBC thừa nhận rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump và vẫn tiếp tục duy trì quan điểm, mặc dù rằng Kamala Harris đã được thay thế cho Joe Biden và kích động sự nhiệt tình của đảng Dân Chủ. Một nhóm gồm các cử tri người da đen đã nói với đài truyền hình MSNBC là họ vẫn duy trì việc bỏ phiếu cho ông Trump, bất kể là bà Kamala Harris đã thay thế cho Joe Biden.
Phân tích gia về pháp lý của đài truyền hình MSNBC là Chuck Colman đã thực hiện một cuộc hội nghị bàn tròn thảo luận với ít nhất là 4 người đàn ông người da đen cử tri, trong đó về cuộc bầu cử sắp tới tại diễn ra tại Hoa Kỳ. Và bà Harris được xem là một trong những đại diện cho đảng Dân Chủ có ảnh hưởng tới lá phiếu của họ trong lúc mà thay đổi cái người tranh cử của đảng Dân Chủ hay không. Có bao nhiêu người quý vị biết được rằng những người da đen, đặc biệt là quý vị, sẽ cam kết rằng bỏ phiếu cho Donald Trump? Coleman đã đặt câu hỏi ở trên cái chương trình đặc biệt của MSNBC, trong cái chương trình gọi là Black Men in America, The Road to 2024, tức là những người da đen đàn ông ở tại Hoa Kỳ và cái lộ trình năm 2024. Và cả bốn người đều đồng giơ tay và nói rằng những anh em chúng tôi đã từng nói với nhau là việc mà thay đổi Kamala Harris đã không thay đổi lá phiếu của chúng tôi. Những người này nói rằng là ông Trump đã hỗ trợ cho họ rất nhiều và họ cảm thấy rằng họ có được cái nguồn tài chính tốt hơn so với thời của Joe Biden. Và bây giờ có thay đổi đi nữa, và bà Kamala Harris được mô tả là một người da đen, nhưng chúng tôi cũng đã có một tổng thống da đen rồi. Tức là họ muốn nhắc tới Obama, và họ cũng không có quan niệm về vấn đề gọi là một nữ tổng thống da đen. Và họ nói rằng điều quan trọng nhất là chúng tôi không dễ dàng bị thao túng. Điều quan tâm của chúng tôi hiện nay là vấn đề tài chính kinh tế của gia đình. Tôi có lắng nghe một số người trẻ cho rằng họ có vấn đề, tuy nhiên thì con số này không nhiều. Và bất kể bà Kamala Harris có phải là phụ nữ da đen hay không, họ có thể chọn về cái màu da hay không, thì chúng tôi vẫn duy trì lá phiếu của chúng tôi dành cho ông Trump. Bởi vì nếu mà nói như vậy thì chúng ta đã có một tổng thống da đen đầu tiên là Barack Obama. Và bây giờ chúng ta cũng không cần phải tìm kiếm thêm một cái màu da đen để làm tổng thống Hoa Kỳ. Quan trọng nhất là họ có thể làm được gì cho chúng tôi, những cử tri bình thường. Đây được xem là một trong cú sốc lớn cho đài truyền hình MSNBC muốn sử dụng khối phiếu của người da đen để mà đả kích ông Trump và cho thấy rằng những người da đen không ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, cả bốn người đều giơ tay và nói rằng họ sẵn sàng tiếp tục bỏ phiếu cho ông Trump và không thay đổi quan điểm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì cựu Tổng thống Trump sẽ có mặt trong cái gọi là cái đại hội của Hiệp hội các ký giả người da đen diễn ra tại Chicago. Bản tin mới nhất cho biết thì ứng cử viên của Đảng Cộng hòa là Donald Trump và chiến dịch tranh cử của ông cho biết ông có thể có mặt đặt câu hỏi và trả lời trong cái ngày đại hội của Hiệp hội các ký giả người da đen diễn ra thường niên tại Chicago. Cựu Tổng thống Trump hiện nay đang tìm cách thu hút khối phiếu của người da đen về phía của ông sau khi mà có những thất bại về kinh tế và xã hội của chính quyền Joe Biden. Và trong đó ông nói rằng ông sẽ có dịp gặp gỡ với các ký giả chính trị và những cử tri đã ghi danh trong cái đại hội diễn ra vào ngày mai thứ tư. Và đây là một cái đại hội kín, nó không có được mở rộng cho công chúng và được phát hình trực tiếp qua cái chương trình gọi là NABJ YouTube và trang Facebook của họ. NABJ tức là Hiệp hội của những ký giả người da đen, chữ viết tắt của National Association of Black Journalists. Đây là một trong những cái hiệp hội lớn nhất của người da đen. Chúng tôi đang tìm kiếm những cái người có mặt ở trong đó để lắng nghe tất cả những gì về khi phía của cựu Tổng thống Trump và đưa ra với các thành viên của chúng tôi và trả lời các câu hỏi. Tổng giám đốc điều hành và là chủ tịch hội đồng quản trị của NABJ đã cho biết như trên. Và ông Ken Lehman nói rằng cựu Tổng thống Trump, kể cả việc mà ông đã cho phép tất cả những ký giả da đen trong tất cả những cái vụ tổ chức của ông, cho thấy rõ ràng là cần phải biết được những quan điểm của ông. Đây được xem là ông một trong những cái cách mở đường của cộng đồng người da đen đối với lại cựu Tổng thống Trump, để ông có thể đưa ra những cái lời lẽ và nói chuyện với trực tiếp với người da đen thông qua các ký giả người da đen trên toàn quốc. Đó là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới tình hình của cựu Tổng thống Trump. Và ngay sau cái biến cố của công ty Google đã ngăn chặn cái cụm chữ gọi là ám sát hay là mưu sát với cựu Tổng thống Trump, và Facebook đã có những cái hành động ngăn chặn tấm hình ông Trump có gương mặt đầy máu trong lúc mà ông bị ám sát vào ngày 13 tây tháng 7. Cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng và nói rằng Big Tech vẫn tiếp tục tìm cách gọi là phá hủy cuộc bầu cử này. Việc kiểm duyệt của các công ty Big Tech liên quan tới vụ ám sát ông Trump đã trở thành một cái hành động mà ông Trump mô tả là cố tình phá hủy cuộc bầu cử này, vì cựu Tổng thống đã đưa ra lời tuyên bố vào ngày thứ ba. Trước đó thì công ty Google và công ty Meta
tức là công ty mẹ của công ty Facebook, trong những ngày gần đây đã thừa nhận là họ đang cải thiện lại một số những cái hệ thống robot của họ sau khi mà những cụm chữ liên quan tới ông Trump đã giúp họ không thể kiếm được tình hình và liên quan tới vụ ám sát ông Trump, đặc biệt là viên đạn bắn vào trúng vào lỗ tai của ông Trump. Công ty Facebook thừa nhận họ đã kiểm duyệt một cách sai lạc về cái tấm hình mà ám sát ông Trump. Đó là lời phát biểu của một trong những cái lời nói của ông Trump ở trên trang True Social. Và đồng thời cùng một lượt như vậy, công ty Google gần như là họ đã kiểm duyệt tất cả những cái hành động được xem là có liên quan tới vụ ám sát đối với ông. Cả hai đang đối diện với sự phản ứng rất mạnh mẽ về hành động kiểm duyệt của họ. Một lần nữa chúng ta thấy rõ họ đang cố tình phá hủy cuộc bầu cử này. Họ đã tiếp tục có những cái hành động được xem là kiểm duyệt và chúng ta chưa biết được họ sẽ làm gì. Và chúng ta cần phải đoàn kết trong giai đoạn này. MAGA 2024, ông Trump đã viết như trên và ông cáo buộc rằng công ty Google đã cố tình sử dụng tất cả những cái thủ thuật cá nhân của họ và sử dụng cái hệ thống gọi là tự động của họ để loại trừ tất cả những cái ngôn ngữ liên quan tới cái việc mà ám sát ông. Đây được xem là một trong những cái lời cáo buộc của ông Trump đưa ra ngay sau khi mà công ty Google đã không thể tìm kiếm được cái cụm từ ám sát ông Trump. Nếu quý vị đánh vào chữ này thì nó sẽ nhảy ra việc ám sát đối với cố tổng thống Ronald Reagan, hay nhắc tới tên tổng thống, họ nhắc những tổng thống khác, không hề nhắc tới ông Trump. Và cái việc này thì công ty Google cho biết họ đã kịp thời điều chỉnh vào chiều ngày thứ hai hôm qua để cho mọi thứ trở lại bình thường. Tuy nhiên thì bên công ty Facebook đã thú nhận rằng họ đã kiểm duyệt một cách sai lạc về bức hình mà hãng phóng viên của hãng thông tấn AP chụp gương mặt có máu của ông Trump khi mà ông bị bắn ở tại cái khu vực của Pennsylvania. Và trong đó họ nói rằng đây là tấm hình được ngụy tạo, tức là được Photoshop. Trong khi đó họ viện cớ rằng bởi vì tấm hình này đã bị chỉnh sửa gương mặt của các mật vụ bảo vệ cho ông Trump đã nở nụ cười hài lòng khi thấy ông Trump bị bắn. Và họ nói rằng bức hình được cải tạo một cách giả mạo này, họ đang truy tìm những bức hình đó để ngăn chặn. Tuy nhiên thì việc ngăn chặn này nó ảnh hưởng luôn tất cả những bức hình thật do hãng thông tấn AP chụp. Và điều này dẫn tới việc mà ông Trump đã lên tiếng và nói rằng đây là những trò mới mà phía của các công ty Big Tech đang tìm cách kiểm duyệt lại tất cả những thông tin liên quan tới ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là Quỹ hội Âu Châu đã mở ra một chiến dịch điều tra về việc bán phá giá thép của Cộng sản Việt Nam. Bản tin mới nhất cho biết thì ngành thép của Việt Nam đang bị áp lực bởi phía của Liên hiệp Âu Châu sau khi mà họ mở cuộc điều tra về tình trạng bán phá giá trong thị trường của Âu Châu và nghi ngờ những thép này không phải thép được sản xuất từ Việt Nam mà hầu hết là được sản xuất từ Trung Quốc đưa qua Việt Nam và đổ lốt Make in Việt Nam. Việc này dẫn tới việc mà phía Âu Châu điều tra và nói rằng loại thép HRC của Việt Nam hầu hết dường như là đến từ Trung Quốc và đã có hành động bán phá giá, và những cái cuộn thép này đã không có cái chính thức là nó được xuất cảng và được sản xuất từ Việt Nam, và hầu hết nó dường như được nhập khẩu vào Việt Nam và được đóng cái mạc là Make in Việt Nam để xuất cảng qua thị trường của Âu Châu. Đây được xem là một cuộc điều tra mới nhất của Liên hiệp Âu Châu nhắm vào tình trạng mà Trung Quốc đã lợi dụng Việt Nam trong vấn đề mà Make in Việt Nam để tránh tình trạng đánh thuế và chống phá giá của Âu Châu đối với các mặt hàng của Trung Quốc. Và Việt Nam trở thành cái quốc gia được xem là đứng đầu trong cái danh sách gọi là Transnation, tức là những quốc gia giúp cho Trung Quốc tránh thuế của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, ăn theo vụ ám sát hụt với cựu Tổng thống Trump và sự thất bại của cơ quan an ninh Hoa Kỳ, đặc biệt là cơ quan mật vụ Hoa Kỳ, trong cái chiến dịch bảo vệ cho cựu Tổng thống Trump, Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu cho trình diễn một màn gọi là chống khủng bố và bảo vệ cho các yếu nhân để khoe khoang về khả năng của đám công an này. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam đã tổ chức một buổi trình diễn về tình trạng gọi là diễn tập chống khủng bố, hay còn nói một cách khác là tập chống khủng bố cùng với lại các cái đơn vị được xem là những cận vệ bảo vệ cho các yếu nhân để khoe khoang rằng Cộng sản Việt Nam đủ sức bảo vệ cho các yếu nhân trước tình hình mà có ai ám sát các yếu nhân của Việt Nam. Đây được xem là một hành động bị cư dân mạng tại Việt Nam nói rằng
họ ăn theo cái tin tức mà ông Trump bị ám sát hôm 13 tại tháng 7 vừa qua và muốn lợi dụng chuyện này để tuyên truyền khoe khoang rằng lực lượng bảo vệ cận vệ của Việt Nam vững chắc và có cái khả năng cao hơn so với là lực lượng mật vụ hay cận vệ của các quốc gia trên thế giới trong việc bảo vệ yếu nhân. Và hình ảnh này đã được giới cơ quan truyền thông của Cộng sản Việt Nam tuyên truyền một cách rầm rộ trên tất cả hệ thống truyền thông của Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, những kẻ đầu tư về việc buôn bán nhà đã không còn cơ hội trốn thuế. Đó là một trong những bài khẳng định của tờ báo Thanh Niên. Sau khi ngày 1 Tây tháng 8 chính thức là ngày mốt, thì việc mua bán bất động sản, tức là nhà cửa hoặc là đất đai tại Việt Nam sẽ được ghi một cách rõ ràng đúng giá chứ không có chênh lệch bằng tiền mặt ở bên ngoài. Và họ sẽ phải đóng thuế theo cái luật mua bán của Cộng sản Việt Nam. Đây được xem là một trong những cái chính sách được xem là siết chặt thu thuế cho tất cả các ngành nghề, kể cả việc mua bán địa sản tại Việt Nam, trong lúc mà những kẻ buôn bán địa sản tại Việt Nam vẫn thường xuyên tránh thuế bằng nhiều hình thức khác nhau. Và giờ đây, 1 Tây tháng 8 sẽ bắt buộc tất cả những giao dịch buôn bán này phải ghi đúng giá về việc giao dịch này cũng như ở trên mặt giấy tờ và kể cả việc mà phải đóng thuế trên mặt giấy tờ. Đây được xem là một trong những cái hành động kiểm soát lại thị trường địa sản của Việt Nam cũng như là truy bắt thuế đối với những kẻ chuyên môn mua đi bán lại trong các cái tài sản về địa ốc và trong đó gần như là họ không hề đóng thuế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, những công ty trúng thầu đều phải trích phần trăm để mà đóng góp lại cho chính quyền địa phương. Đó là tình trạng xảy ra ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Và bây giờ những kẻ này đang bị truy tố. Bản tin mới nhất cho biết thì Văn phòng Quản lý Đô thị của thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu bất kỳ một công ty nào trúng thầu đều phải trích lại tối thiểu là 33% trị giá của gói thầu để cúng cho các cái thành viên làm trong cái phòng quản lý đô thị để họ làm dịp gọi là mua quà nội bộ tặng cho các đơn vị và cá nhân. Và đây là hành động áp đặt của đám quan chức tại địa phương buộc các công ty trúng thầu phải trích ít nhất là 33% trong tổng số thầu của họ để mà chi tiền cho các cán bộ đảng viên trong cái ngành này. Và trong đó họ nêu ra một thí dụ điển hình, một cái gói thầu trị giá 10 triệu Mỹ Kim thì có nghĩa là họ phải đóng lại cho các quan chức này 3.3 triệu Mỹ Kim ít nhất để mà làm quà, tặng quà cho các nhân viên cấp dưới của họ. Và hành động này được xem là một hành động tham nhũng có hệ thống và giờ đây đã bị phanh phui bởi cái Bộ Công an và một số những nhân vật ở trong cái Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bị truy tố và đặc biệt là Phòng Quản lý Đô thị của quận Cẩm Lệ đang bị truy tố nặng nề và điều này được xét tới việc gọi là nhận hối lộ chứ không có bị truy tố tội lạm dụng chức quyền ép các công ty. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!